chào cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay em có một lô cây kiểng ha, giá hữu nghị dễ chơi, chi ăn khách hàng cuối tuần nha. Gồm nhiều cây cảnh đa dạng, nhiều chủng loại nha cô chú anh chị. Chi tiết thì bấm vào kênh, bấm vào clip để mình xem chi tiết hơn ha. Rồi, số điện thoại liên hệ của em là 0939700449. Mã số 1E hôm nay thì em giao lưu tới cô chú anh chị mình là một cây mai chiếu thủy trung nu nguyên thủy, cụm rừng 25 thân lớn nhỏ nha. Em đo tổng chiều cao của cây được 75. Phơm tạng cực kỳ đều cây, rất là già cây nha. Tán rộng đều là được 101. Phơm tàn dù nha cô chú anh chị. Cái bầu khá là lớn nha cô chú anh chị. Em đo tổng nha. Tổng cái bệ cụm liền lạc này là được 87. Một cái thân lớn đại diện chính chủ em báo chuẩn cho cô chú anh chị mình là được 16. Nuôi được một cây như thế này cũng khá là lâu nha cô chú anh chị. Cụm rừng này liền bệ nha. Rồi, cây mai chiếu thủy này em giao lưu trọn bộ phí ship đến cô chú anh chị mình có giá là 2.500.000. 2.500.000 đồng bao phí ship nha. Rất là nặng, rất là lớn nha, phí ship khá là cao nha cô chú anh chị. Mã số 2. Cây mai chiếu thủy. Dòng này dòng nu gò cong. Tổng chiều cao chuẩn em báo là 48. Tán em đo được 45. Hàng bonsai chuẩn nha cô chú anh chị. Cốt cành chi tay lớn đế đều 24 giờ. Nu cực kỳ lớn nha. Em đo thân tại vị trí này 23. Dòng đế là được 55. Cây xả dây ra khoảng 70% rồi. Dạ, chậu hàng này chuẩn nha. Mã số 2E. Em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình có giá là 3.500.000. Số điện thoại của em 0939700449. Em ở Tân Lợi 2, Tân Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ. Cây 3E. Cây me chua miền Tây. Cây này tông cao ha cô chú anh chị. Tổng cao. Tổng cao được 67. Me chua này đã từng có nhiều đợt trái rồi nha. Tán em đo 75. Phơm tàn mịn nha cô chú anh chị. Me chua miền Tây. Cây em vận chuyển không bao gồm chậu nha. Thân cây khá là đẹp ha. Hoành thân tại vị trí này là được 28. Đế này em đo được 52. Dáng cây khá chuẩn ha, khá đẹp ha. Dòng qua ngay chỗ sáng đậu lại. Quay quá, cái chiều quay vô trong á. Rồi, lên cái tay. Me chua nha, cây mã số 3E. Giao lưu với giá 2.500.000. Không bao gồm chậu. Phơm tàn khỏi chê nha cô chú anh chị. Mã số 4E. Cây nguyệt quế. Nguyệt quế này xả dây hết rồi nha cô chú anh chị. Dòng lá xoắn hoa chùm. Cao em đo được 77. Cái này vừa xuống đợt bông nha. Về cô chú anh chị mình chăm sóc lại là cây sẽ ra hoa tiếp ha. Cây có tình trạng ôm nụ mới rồi. Tán em đo được 65.
Quanh thân này em đo được 21. 21. Bó bầu vận chuyển. Rồi cây này báo giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình 700.000. Không bao gồm chậu nha, 700.000 đồng bao phí ship. Xuống tao mày xuống. Cây mã số 5E. Cây ổi tàu. Một cốt hai thân. Tổng chiều cao chuẩn em đo 42. Tán em đệm luôn là 62. Rộng tàn tầm khoảng 40. Cây hiện tại đang cho trái. Ổi tàu này trái chín rất thơm nha. Vận chuyển đường xa cây dễ ha, dễ vàng và rụng lá nha cô chú anh chị. Về để dưới bóng râm tưới nước giữ ẩm giúp em. Kèm thuốc dưỡng giúp em luôn ha. Cây sẽ dễ lại lấy lọc non. Hoành thân chuẩn này em báo tại vị trí này là được 19. Ổi tàu. Đường thân khá là duyên nha. Rồi cây này em giao lưu bao phí ship tới nơi cho cô chú anh chị mình mã 5E có giá là 1.600.000. Giá cực kỳ mềm rồi nha cô chú anh chị. Cây mã số 6E. Cây ổi lê ghép với ổi tàu, siêu trái. Tổng chiều cao em đo được 70. 50 ổi lê, 50 ổi tàu. Cây ổi BD. Đây, rất là nhiều trái luôn. Chùm chùm luôn ha cô chú anh chị. Cây cũng đang ôm cái nụ nhiều lắm. Ổi lê cũng đang chuẩn bị lên nụ luôn á. Rồi, quanh thân này em báo chuẩn cho cô chú anh chị mình ha. 25. Bao phí ship bó bầu vận chuyển cây này có giá là 1 triệu đồng. Có hai loại trái luôn. Vừa ăn vừa chơi kiển luôn. Cây ổi lê mã số 7E. Ổi lê nguyên thủy luôn nha. Tổng chiều cao cây này em báo được 69. Tán em đo được 60. Ổi lê này ăn trái vô tư ha cô chú anh chị. Nó hơi có rệp sáp nè cô chú anh chị, mình về phun hai lúa xanh giùm em ha. Cây này có đế nở cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. 27 là hoành thân cây. Đây đế nở ha. Cây thuần chậu sống khỏe cô chú anh chị. Cây có cái gọng cây rất là đẹp. Giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình cây này có giá là 900, mã số 7E. Mã số 8E. Cây kim quýt. Dòng này ghép với kim quýt Thái siêu trái nha. Tổng chiều cao chuẩn cây em báo được 42. Cây hiện tại là đang trái. Đây. Tàn rộng 45. Mấy trái đỏ thì cô chú anh chị mình thấy ha, xanh nó thì rất là nhiều luôn, nhưng mà nó chưa có chín. Hoành thân này em báo được 21. Cây thuần chậu sống khỏe, về sang qua chậu thì cắt gỡ bỏ băng keo là được rồi nha. Giá thể này cũng còn khá là nhiều. Rồi em giao lưu bao phí ship cây kim quýt này có giá là 900.000 đồng mã số 8E. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Cây cần thân bonsai mã số 9E. Cần cù thân tiến. Tổng chiều cao em đo được 38. Tán em đo được 42. Cây lên chậu và vô dây lâu quá cây nó sẽ rút lá lại nhỏ như thế này nha. Thân cổ này được 12. Đế sổ này khoảng 45. Cực kỳ già cây nha cô chú anh chị. Em gửi luôn chậu này cho cô chú anh chị mình ha. Cây mã số 9E. Trọn gói bao phí ship cho cô chú anh chị mình. Cây này có giá là 1 triệu đồng. Tận nơi nhận hàng kiểm tra thanh toán. Cây mã số 10E. Cây suri. Suri này đang chuẩn bị ôm nụ cho trái nha. Tổng chiều cao em đo được 42.
tán em đo là 55. Hàng mình vô chậu đâu đó ổn định rồi ha, cây có thể sống khỏe bình thường lại thì cô chú anh chị mình cứ để nắng nha. Quanh thân này em báo chuẩn cho cây là được 19. Hàng này khi sang chậu môi đế thêm tí xíu nữa ha, nó còn ẩn phía dưới khá là nhiều. Trọn gói là 1.200.000 đồng, bao phí ship 1.200.000 cho cây Seri. Mặt số 11, cây Linh Sam Song Hinh, hàng nuôi ống, nuôi đế ống. 55 là chiều cao của cây, tán em đo được 55 luôn. Form tán tròn đều, cốt cành nhạo. Linh Sam này muốn làm hoa thì tiến hành xiết nước 1-2 ngày và lặt lá trụi giúp em ha. Em đo trên đây nha. Cái này một thân sổ đế 22 tổng thân. Như thế này là được 47. Sổ đế tầm khoảng 20. Linh Sam Song Hinh, hoa tím rin nha cô chú anh chị. 11E, trọn gói cho cô chú anh chị mình 1.800.000 đồng, kết hợp hồn non bộ ôm đá ha, rất là đẹp luôn. Cây Linh Sam mã số 12E, dòng này là cũng dòng Song Hinh nguyên thủy luôn nha. Cây đế đều rất là lớn luôn. Tổng tán em đo 48, cao em đo được 32. Cây rất là già cây nha, về mấy cái cọng kẽm này nè, ăn sát quá, về gỡ qua giúp em nha. Thân cây co quái cây ha. Dạ. Cây sống rất là khỏe. Quanh thân tại vị trí này là được 22. Trên đây em đo như thế này là được 16. Đó, đế đều bốn mặt luôn á cô chú anh chị. Rồi cây này em giao lưu tới cô chú anh chị mình ha, có giá là 700.000 thôi. Nhìn cái đế thôi là rất là đã rồi. 12E 700.000 đồng, không chậu. Dạ. Cây này siêu bông cũng là hoa tím luôn. Cây này em báo giá xã hữu nghị cho cô chú anh chị mình tới nơi chỉ 700.000 thôi. Tổng chiều cao em đo được 35, tán dài em đo là 55. Song Hinh này rất là dễ, cái siêu bông nha, rất là dễ làm hoa luôn. Tán rộng tầm khoảng 35 nha cô chú anh chị. Như thế này em đo được 16. Đế này là được 35. Đế đẹp. Về mình khỏi chơi tàn, chơi cái đường thân đế nuôi là tàn khác cũng khá là đẹp luôn. Rồi cái này em giao lưu 700.000, mã số 13E, không bao giờ chậu. Dạ hoa tím. 14E. Có hồng phấn không? Hồng phấn thì chắc đợt sau quá. Tổng tàn em đo được 60, mà đa số hồng phấn thì ghép nha cô chú anh chị. Tán em đo được 4, tán rộng nha, tán rộng là 45. Còn cao cây là 32. Cái nào vô dây thì lá sẽ rút lại nha, còn cái nào mà tược non, tược rừng nó ra sau á thì nó sẽ cho lá lớn nha cô chú anh chị, chứ không phải là dòng khác nha. Như thế này hoành thân em đo được 14. Nè, về khai thác đế giúp em ha. Rồi cây này cũng 700.000 đi cô chú anh chị. Ship tới nơi nhận hàng kiểm tra thanh toán nha, 14E. Đúng cây mình nhận nha, đôi khi em ship hàng có dễ bị lộn cây á, thì cô chú anh chị mình coi kỹ cây trước khi chốt giúp em. 40 là tổng chiều cao, tán em đo được 40. Cây này là cây me chua luôn, rất là già cây, dáng thế khá là quái, có nu luôn nha cô chú anh chị. Nè, cây làm nu xù ngay chỗ này. Em đo eo thôi ha, 13. Đế này em đo 35. Cục nu này khoảng 20 à. Em giao lưu cây me này trọn gói cho cô chú anh chị mình ha, 750 thôi. 750.000, 750.000. Cây mini bonsai mã số 16E, mai chiếu thủy dòng trung nu nguyên thủy. Tổng chiều cao em đo được 20, bonsai để bàn ha. 30 là tổng tàn.
cây cực kỳ già cây nha cô chú anh chị. Nuôi được một cây như thế này cũng khá là lâu. Rồi, quanh thân là được 17. Cây nằm chậu Biên Hòa Đồng Nai mới luôn. Đó. Rồi, giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình giá 700.000. 17E. Cây này là cây trang sen, hàng cụm rừng nha. Tổng chiều cao em đo 42, tán em đo 38. Có một số chi du dây, một số chi rừng lên nha. Em để như vậy cho ấm tàn. Cô chú anh chị mình về chỉnh sửa thì chỉnh sửa thoải mái. Màu đỏ tươi, rực luôn. Rất là xiên hoa luôn, chùm chùm, thấy ham. Dạ. Rồi em đo tổng cái cụm nha. Tổng cái cụm được 32 đi. Nó liền cụm ở dưới ha. Rồi cái này em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình 500.000. 17E 500. 18E. Cây mai chiếu thủy mã số 18E. Tổng chiều cao em đo được như thế này là 60. Tán em đo 35. Rồi, quanh thân một cốt này em báo chuẩn cho cô chú anh chị mình là 14. Rồi, giá hữu nghị bao phí ship tới nơi 350. 350.000. Số điện thoại của em là 0939700449. Mã số 19E. Một cặp nha cô chú anh chị. Chốt một cây thì vui lòng cho em xin 50.000 nha. Một cặp là 500. Tổng chiều cao em đo chuẩn là được 48. 2, 4, 6. Cụm bên đây thì được 5 thơ, 6 thân. 35 là tán ngang tương đối của hai cây. Thân này khoảng 7-8. Thân bên đây khoảng ngón tay cái. Nhỏ nhỏ chứ duyên cây nha. Chung nu nha cô chú anh chị. Một cặp là 500.000 đồng bao phí ship. Mã số 19E. Đó, phơm tàn của chú anh chị mình khỏi chê. Giá này mà còn bao phí ship nữa thì của chú anh chị mình em bao giá luôn. Cây mã số 20E. Một cái cụm rừng và một thân một cốt luôn ha cô chú anh chị. Rất là quái, rất là đẹp luôn. Tổng thân em đo là 45. Ngang tương đối là 40. 2, 4, 6 thân luôn. Cặp rất là đẹp nha. Thôi, chắc là quay đi. Đây. Như thế này em đo được 11. Nu khá là đẹp ha cô chú anh chị. Rồi cái này em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình 500. Bên em không có giảm giá được cho cô chú anh chị mình những cái cây này nha. Rất là mềm, rất là sát rồi. Mã số 21E, bữa nay bằng lăng em báo giá xả cho cô chú anh chị mình nha. Cây bự bự nhưng mà giá thì tầm triệu ngoài thôi. Tổng chiều cao phôi này em báo được 70. Cơi đọt đầu tiên thì cô chú anh chị mình chăm đọt già lại nó sẽ ra hoa nha cô chú anh chị. Hàng này bọng toàn thân nha. Dạ, dòng lá nhỏ và ổi. Đây, ai thích hàng bọng thì chơi hàng bọng lũa như thế này rất là quái cây luôn. Dạ. Em đo tổng thân. Tổng thân em báo luôn là 100. Đó. Cây lũa thép mà nhìn rất là đẹp luôn. Rồi cây này em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình tới nơi chỉ có giá là 1.400.000 thôi. Nói chung là giá xả rất là mềm rồi nha cô chú anh chị. Đến với cây mã số 22E nha. Em đo chiều cao được 65. Đó. Hàng này là cũng bọng thân luôn nha cô chú anh chị. Đâu có đâu. 22E. Rồi kéo anh kia tao. Cần thêm chi tiết gì thì em chụp hình gửi cho nha. 150 đi ha.
Dạ. Mấy cây bự bự này em báo hàng xã cho cô chú anh chị mình. Quay nữa thôi. Rất là nặng luôn nội, phía ship không là em lỗ luôn. Em báo giá này là em lỗ luôn rồi đó. Đó, cây dán thế không có tệ nha. Nhưng mà tại vì em cũng không có chỗ để. Cái này vận chuyển tới nơi, bao phí ship tới nơi cho cô chú anh chị mình có giá là 1.600.000 luôn. 1.600.000 đồng. Cây mã số 22E 1.600.000 đồng bao phí ship. 23E. Hàng bầu dâm ủ bằng tro nha cô chú anh chị. Về thì mình thêm giá thể như bình thường những cây kiển mà mình trồng hàng ngày đó. Tổng chiều cao cây này em báo được 63. Cây chồi mọc rất là mạnh và cây có biểu hiện sống ổn định rồi nha cô chú anh chị mình an tâm. Chồi khá là nhiều, em báo dạng phôi cho nên khi đi cây nó sẽ dễ bị dập chồi ha. Cô chú anh chị mình về làm lại chồi mới giúp em nha. Bệ như thế này em đo được 100. Chịu hao khoảng này, em báo 100 thôi. Bệ này bị liền. Bọng luôn. Rất là quái cây, bọng chắc không sâu nha. Rồi cây này bao phí ship tới nơi cho cô chú anh chị mình có giá là 1.200.000. 1.200.000. Cây này hai người khinh nha cô chú anh chị. Ồ. 24E. Cũng là bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ luôn nha. Tổng chiều cao em đo được 45. Cái mặt cắt nào của chú anh chị không ưng cứ về tạo lại giúp em nha, cho theo ý thích của mình, cây nó lên dáng lên ha. Như thế này em đo tổng bệ. Tổng bệ cây này được 80. 24E. Rồi giá giao lưu cây này của chú anh chị mình 800.000. Em có mấy cây xả heo của chú anh chị. Cây mã số 15. 25. Lộn. Cao là 50. Cây đâm chồi cực kỳ mạnh nha. Cây này hàng bọng như chú anh chị tới chân. Như thế này em đo được 97. Giá hiếm có khó tìm luôn của chú anh chị. Bao phí ship tới nơi nữa. Có bảo hành sống luôn nữa. Về chỉnh sửa sơ là cây nó đẹp rồi. Rồi cây này em giao lưu tới nơi cho cô chú anh chị mình giá là 750. 26. Cây mini rặng san hô nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao em đo được 47. Cây đang đâm chồi nha, bao da có sức sống mạnh rồi. Rồi, thân cốt này em báo chuẩn là được 19. Rồi, cây này giá là 400. Em báo giá hữu nghị vui lòng của chú anh chị mình, em không có bớt thêm được nữa nha. Chú anh chị mình thông cảm giúp em ha. Cây 27E, cuối clip của em ngày hôm nay. Cây này có chiều cao tương đối là được 52. Phí ship thì cũng rất là cao, hàng cồng kềnh thì lại càng cao nữa ha cô chú anh chị. Như thế này em đo tàn nha. Tàn của cây là được 35. Thân này em đo là được 10. Rồi giá 400.000 mã số 27E. Thì rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của chú anh chị mình thông qua clip này của em. Và hẹn lại clip tới trên kênh LTK Bonsai. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.